Chào toàn thể anh em đam mê BCB trên mọi miền. Hôm nay em làm clip này là để thứ nhất là trả hàng, thứ hai là em nói rõ về cái chất lượng từng canh và giá cả từng canh. Tại vì sao mà lại rẻ, canh rẻ canh đắt thì em sẽ nói rõ cho anh em nghe và anh em tham khảo, anh em về mua hàng hơn. Bởi vì em rất chi là nhiều loại canh nên anh em phải cố gắng xem clip. Anh em xem đừng có tua nhá, anh em chỉ xem chưa tới 10 phút đó. Anh em muốn mua hàng anh em phải xem, anh em không được tua hàng, không được tua clip. Anh em cứ để nguyên cho nó chạy, anh em xem cụ thể, em sẽ nói rõ, cố gắng nói rõ ràng, chậm rãi để anh em nghe cho rõ và nhìn cho kỳ luôn. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn anh em những ngày qua đã mua hàng ủng hộ của em, và cũng có nhiều anh em phản hồi lại chơi rất là sướng, rất là ngon, mà cũng có cảm ơn. Và có một số anh em ở Huế với lại ở Quảng Ngãi có gửi ít qua ra thì em không tiện nói ra trong clip, thì anh em thấy ok ứng ý, anh em có gửi cho em ít qua thì em cũng xin nhận và xin cảm ơn. Ông anh ở Huế thì gửi nói chung là đặc sản Huế, còn ở Quảng Ngãi thì có gửi cho em một cặp gà đấy. Cái tấm lòng của anh em xin ghi nhận, thì để đáp lại những cái gọi là tấm lòng và những cái tình cảm của anh em thì em cũng có xin cho anh em gọi là kèo đô đấy, em có gửi thêm để cho anh em. Và em cũng cảm ơn tất cả anh em đã mua hàng ủng hộ em. Rồi, giờ thì hình thức của em á, cái hình thức giao dịch là bên em chuyển khoản hết, chuyển khoản đủ, em sẽ gửi xe. Chỗ nào gửi bưu thuận tiện thì em sẽ gửi bưu, chỗ nào nhận xe thuận tiện nhanh gọn em sẽ gửi xe. Số điện thoại của em đây, Viber và Telegram, hoặc anh em gọi hoặc nhận tin trực tiếp hoặc gọi 0967 152 890. Có những lúc em đi đường em bận em không nghe được, em sẽ gọi lại cho anh em. Thứ nhất là cái canh green cũng được rất nhiều anh em chơi phản hồi rất tốt, ủng hộ rất là nhiều cái loại này. Green thì em nói luôn, công ty giảm giá cho em. Trước đây là có giá hơn 4 triệu, bây giờ là hơn 3 triệu. Công ty giảm giá cho em thì em sẽ giảm giá cho anh em. Em không thể mà bán đắt như trước đấy được. Đấy. Khương tuyển của nó vẫn là 12 khương. Canh này có chơi sẽ lúng được. Công ty có tẹp sơ lục rồi đấy. Đấy là cái bản 12 khương tuyển, anh em nhìn khương tuyển của nó nha. Đó, khương tuyển rất là đỉnh nha nhé. Đó anh em đó, đấy là bản green hơn 3 triệu. Tiếp theo là thằng Lotha. Lotha thì có 18 inch, 24 inch đầy đủ. Lotha này cùng hơn 3 triệu. Đó anh em thấy không? Cùng hàng của công ty cả. Đấy. Trước giờ thì như thế nào thì em cứ bán như thế đó, em không có bán hơn được. 24 inch và 18 inch đầy đủ. Đây. Đây là bản 24 inch. Bên em nó có 550 và 635 nhá. Khương của nó này. Mịn màng luôn, đều đẹp. Rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cái thằng 4.5, Gunbauer 4.5, bản chơi sơ lục và nấm. 4.5 anh em ơi, 1.77. Đó. Gunbauer có nghĩa là hàng của công ty chị ấy, đều có tem và có logo đầy đủ. Đây, 4.5 anh em nhìn khương tuyển rất chi là mỏng. Khương tuyển nhỏ, 12 khương. Tròn đều đẹp. Bóng loạn bóng loạn trắng sáng như ngọc trinh. Cái này bảo anh em chơi tròn gọi đấy, nhặt môi trái 150 là quá bình thường đối với thằng 4.5 này chơi xe lụt đó. Anh em chơi xe lụt cắn trình tốt thì chơi rất chứ là ngon đấy. Còn cái thằng này là thằng đặc nhất, nó ngang ngừ với cái thằng quá thơ đức. Đây Gunbauer F mà Niken. Đây là khương tuyển của nó anh em nhé. Đó, khương tuyển của nó là khương tuyển kẹp. Khương tuyển kẹp. Khương tuyển kẹp anh em nhé. Đấy. Bản này anh em chơi rất nhiều này, có 18 inch. 24 inch, 5.5, 635 đầy đủ. Con này là cái thằng Lexi. Lexi thì anh em biết rồi, nhỏ gọn, phí 12. Đều đẹp, 5.5 và 635 cùng đầy đủ.
Đó, sang tuyển sang bằng nút. Anh em nhìn hướng tuyển thiết kỳ vào nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái thằng vuông cán và credit kẹp phí 14. Đây. Đầu này là giá cộng ổ kèo. Đó, giá cộng sành, hai rong xíu sành. Và đầu này là có rén. Đầu rạc, đầu thoát có rén cho nha. Anh em lưu ý là canh này không có logo nhé, hẳn chỉ như vậy thôi. Đây, cũng của công ty sản xuất hết. Đây, cho anh em xem khướng tuyển của nó này. Thằng này khướng tuyển của nó sẽ mỏng hơn và mịn hơn. Đấy, mịn hơn anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Em xoay cho rõ cho anh em nhìn này. Đó, mịn chưa? Quả mịn màng. Rồi. Đi anh à. Đến nay hiện tại thì công ty có bản 18 inch 5.5. Thằng này có giá hơn 4 triệu. Đó. Đẹp chưa anh em? Đấy. Rồi, lẹt xí thì hơn 3 triệu nhé. Vung bô ép cái trung tâm hơn 5 triệu. Rồi tiếp theo là thằng này đi. Thằng này là vung bô ép hướng tuyển kim. Bản này cũng bản mới của Vũ Bố này. Mười hai cương tuyển kiếm. Ui trời, không khác gì hạt với kẹp 100 hết anh em nhé. Đó, anh em nhìn cương tuyển này. Đấy. Đấy. Đó, quả đỉnh. Quả tuyệt vời ống mặt trời. Cương tuyển rất nhỏ bé. Nhỏ mà có vò đấy. Rồi, thằng này chậm 22 phí 14 phí 16 14 ý 5.5 và 635 em đầy đủ. Ui trời, quá đẹp anh em ạ. Siêu phẩm Vunmower, giá của nó hơn 3 đồng đấy. Anh em nghe là anh em biết và anh em chọn luôn. 14 đến 5.5 và 635 đầy đủ. Thằng này là thằng thể thao của Chiba đấy. Đâu đi đầu mọc lô sành, ô sành, móc tụt sành cho anh em này, móc sành này. Còn đầu này vẫn là chạy chạy ren đây, đầu thoát. Rồi thằng này nó sẽ là 5.56 bản thể thao. Mơ mơ ảo ảo nhỉ, điện thoại mơ đấy. Đó, anh em thấy khướng tuyển nó chưa, 6 khướng tuyển đó, anh em nhìn được chưa, 6 khướng tuyển anh em nhá. Rồi, tiếp theo em sẽ đi vào cái thằng Gunpowder thường mà nổi tiếng được anh em hay chơi nhiều nhất đây. Là cái thằng này đây. 5.5 có 18 inch, 635 có 18 inch và 24 inch đầy đủ. 5.5 có 24 inch và 18 inch đầy đủ, 14 inch đầy đủ. 14 inch thì em quay rồi. Đó. Hướng tuyển của nó như thằng 14 inch luôn đó anh em ạ. Anh em nhìn đó. Đều bóng đẹp, gọi là rất tuyệt vời ống mặt trời đấy. Rồi xong xuôi em sẽ đi cho anh em xem cái thằng hay tự ý này, nó đẳng cấp lắm. Thằng này phán thì ngọt như đường luôn, ngọt như mì luôn. Thằng này anh em phán là rất chỉ là tự tin đây. Đó, cho anh em xem hướng tuyển này. Đó, đẹp sẵn mình không thể chạy đâu vào đâu được anh em nhỉ. Đấy, tất cả các loại canh và em có thêm cái canh đầu hồ. Đầu hồ thì nửa trơn, không có khướng tuyển, nó chỉ có 17 phân phướng khướng tuyển đầu năm nay thôi. Nó chỉ có 17 cm là khướng tuyển này thôi, gọi là đầu hồ huyền thoại của anh em đây. Nó chỉ có một khúc này là khướng tuyển thôi. Đây, khướng tuyển của nó chỉ được từng này thôi. Đó là đồng hồ. Hôm nay là thằng chỉnh lý cấu chậm 30. Cái này là canh cấu chậm 30 này. Đó, cấu chậm 30. Anh em lưu ý canh thì lúc em quay cái clip của em không về sánh lại thì nó sẽ có mồ hôi mà. Để lâu nó sẽ hãn rỉ một tí không sao, nhưng mà cái hướng tuyển anh em vẫn sáng bóng mình là được nhé. Đấy.
Đây là cô chậm 30 đó, quả đỉnh. Rồi em xin kết thúc clip tại đây. Anh em xem nhớ cho em một like và một lượt đăng ký kênh. Còn nếu anh em nào mà thích kênh nào thì gọi điện thoại để trực tiếp hoặc là nhận tin qua Viber và Telegram để đặt hàng. Rồi chào anh em, hẹn anh em ở những clip sau nhé.